Now, let's start with the first sentence. Câu đầu tiên ha. My favorite clothes. Chỗ này mình có viết sai chính tả không? Clothes. À, clothes S cho cô ha. Clothes S. My favorite clothes are t-shirt and shorts. Shorts. À, cái quần có mấy cái ống. Vậy thì mình phải thêm S vào, một ống mặc không được ha. T-shirt and shorts. Tiếp theo, I wear them every day and my mom buy me a lot of beautiful t-shirt and shorts. Nhưng mà bởi vì ở phía trước là a lot of nên sau đó mình phải thêm S cho cô ở chỗ t-shirt nha, bởi vì nhiều cái áo mà đúng không? Đó, thêm S vào cho cô ngay chỗ t-shirt ha. Tiếp theo, I like wearing them because I feel comfortable and I love it. Very good. My mother likes wearing dress because it makes her look younger. She buys it by herself and wears it every day. Very good. My father is favorite clothes. My father is favorite clothes is not correct, incorrect. Chỗ này mình không dùng my father is favorite clothes mà mình dùng là my father's favorite clothes are. Đây, my father's favorite clothes are. Đây. Trousers and t-shirt because they are easy to wear. My mother buy gì đây? Buy him. No, incorrect. Mình không có chữ him mà mình có chữ him. À, my mother buys him these clothes and he usually wears them. Very good. Rồi, mình nhớ được cách thêm S vào cho cô rồi. Rất là tốt luôn. Bây giờ nếu như mà không nhìn cái bài này ha, không nhìn cái đoạn văn này thì mình có thể thuật lại cho cô được không? Được không con? Yes or no? No. Bây giờ cô cho mình 2 phút ha. Con nhìn lại đoạn văn này cho cô. Nắm những cái ý sau đó nói cho cô lại cái đoạn văn này without looking. Nhưng mà không được nhìn vào đoạn văn này ha. Nhà kệ lại giống giống thôi hả cô? Cô không cần con kể lại giống chính xác. Con chỉ cần nắm ý cho cô thôi, chứ không cần phải chính xác từng chữ ha. 2 minutes to repair. Time's up. À, time's up. Now, let's start. Bây giờ bắt đầu cho cô ha. Bắt đầu. Please tell about what is your favorite clothes and what are your family's favorite clothes. My favorite is t-shirts. T-shirt. My favorite clothes are shirt and shorts.
T-shirt. My mom buy me a lot of t-shirts And shocks. and socks. Continue. My mom's favorite is red. My mother's favorite clothes is red, right? In dress. My father my father's favorite clothes are shirt and trousers. My mom always buy two buy a lot of shirt and trousers. Hết thật đúng không? Rồi, mình về nhớ coi lại cái bài này cho cô nha. Qua bữa sau cô sẽ hỏi lại, rồi mình nói là y chang ngày hôm nay cho cô ha. Hôm nay mình nói còn chậm, mà bữa sau tăng tốc độ nói lên cho cô. Bởi vì mình có đã có thời gian chuẩn bị rồi ha. Rồi, còn cái bài tập về vẽ tranh thì sao? Ngày mai con sẽ học cho cậu. Rồi, ok, tomorrow, I will wait for your homework. Mai làm cho cô nha. So now let's continue our lesson today. Bữa trước mình đã học về chủ đề gì rồi, mình có nhớ không? You remember our topic last Chủ time? đề ngoài vũ trụ. No, weather. Bữa trước mình học về weather. What is the weather like? What is the weather like? Rồi, ví dụ như là trời nắng. Trời nắng là gì nè? Trời nắng là gì hả con? Sunny. Sunny. Trời mưa. Rainy. Rainy. Trời gió. Windy. Windy. Trời có nhiều mây. Clouds. Cloudy. Clouds. Cloudy. Sunny, windy, rainy and cloudy. Rồi, bây giờ cô sẽ chỉ cho mình ha những cái từ vựng liên quan đến thời tiết nha. Đây, đầu tiên mình có chữ cold. Cold. Cold có nghĩa là Lại đúng rồi, cold là lạnh. Cloudy. đi chung là nhiều mây Đúng rồi. Sunny. là nắng Windy. gió Hot. là nóng Rainy. là mưa Stormy. là mưa.
có sét. Stormy là trời bão, có bão. Stormy. Foggy. Foggy là sương mù. Đúng rồi, có sương mù. Snowy. Tuyết. Tuyết. Rồi, ok, nãy giờ mình học được những cái từ vựng về chỉ thời tiết rồi ha. Bây giờ cô sẽ bấm qua từng cái rồi mình đọc cho cô những cái chữ liên quan tới thời tiết này nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Cold. Cloudy. Sunny. Windy. Hot. Rainy. Stormy. Foggy. Snowy. Rồi, ok, very good. Tiếp theo mình học thêm những cái từ vựng khác liên quan đến weather nha. Sunny, partly cloudy. À, hồi nãy mình học cloudy rồi, ở đây là partly cloudy. Chữ partly này mình đoán thử xem có nghĩa là gì? Partly cloudy. Hơi nhiều mây. Đúng rồi, giỏi. Partly là hơi ha. Đó, partly là hơi nhiều mây. Rainy rồi nè. Vậy thì stormy, hồi nãy mình học stormy có nghĩa là gì ha? Là bão. Đúng rồi, có bão, trời có bão ha. Tiếp theo từ mới đây, hail. Hail, hail, what does it mean? Mưa đá. Very good, hail. Snowy. Snowy. Windy. Windy. Foggy. Foggy. À, frosty và icy. Icy, frosty. Cô nhìn hình con đoán thử cho cô là icy và frosty có nghĩa là gì ha? What does it mean? Băng. Đúng rồi, đóng băng. Thời tiết lạnh tới nỗi mà đóng băng luôn ha. Icy, frosty. Thời tiết siêu lạnh. Hot, đúng rồi, siêu lạnh. Siêu lạnh tới nỗi đóng băng luôn ha. Wham, wham, what does it mean? Wham. Là dạ là râm. Thời tiết râm. Warm là ấm áp. Cold, unready. Rồi, bây giờ click on the right word. Mình chọn cho cô đáp án đúng ha. Rainy, sunny, cloudy. Sunny, very good. How about this? Rainy. Rainy is correct answer. Hail, snowy, snowy or cloudy? Snowy, very good. What is this? What is the weather like? Stormy. Correct answer. Hail. Hail, correct answer. Windy. Windy, very good. Cloudy. Cloudy. Partly cloudy. Very good. Mặt trời nó hóa dạng được phân nửa ha, nên mình gọi là partly cloudy. Rồi, hồi nãy mới học luôn. Icy hoặc là có một chữ bằng với icy là chữ frosty. Frosty, very good. What foggy. Is it? Foggy.
The weather in Manchester is cloudy. The weather in Manchester is cloudy. Vậy thì mình sẽ chọn bức tranh nào ha? Ai. Here. Okay. Well done. Very good. Tiếp theo. The weather in London is foggy. Foggy. Four. Okay, correct answer. The next one. The weather is Bournemouth is sunny. Number one, sunny. The weather is Aberdeen is snowy. 1, 2, 3, 4, 5. Fine, correct answer. The next one, the weather is Glasgow is icy. Four. Icy còn được gọi là gì nữa con? Frosty. Very good. The weather is Bristol is partly cloudy. Three. The weather is sleet howling. One. Correct answers. The next one. The weather is Cardiff is windy. Five. Very good. The next one. The weather is Belfast is stormy. Two. Bão hoặc stormy. The weather is Brixton. Okay. That's the answer for the vocabularies. Rồi, bây giờ mình liệt kê cho cô tất cả những cái chữ mà nãy giờ mình xuất hiện trên cái bài học của mình ha. Con nhớ được những chữ nào liệt kê cho cô những chữ đó nha. Sunny, rainy, cloudy, windy, icy, hoặc là frosty. Đúng rồi, frosty, còn foggy là sương mù nữa ha. Foggy. What else? Windy. Snowy. Stormy chưa con? Dạ. Stormy. Stormy. Partly cloudy. Đúng không? Partly cloudy. Yeah. Rồi hot and cold. Hot and cold. What else? Warm. What? Warm. Đúng rồi. Còn gì nữa không con? Hail. Đúng rồi. What else? Hết rồi. Giỏi, hết rồi. Now let's move on to the next exercise. How is the weather? Is it hot or cold? Đây là cách trả lời khi mà ai đó hỏi mình thời tiết như thế nào ha. How is the weather? How is the weather? Thời tiết như thế nào? Is it hot or cold? Lạnh hay nóng? Mình trả lời là it is so hot. I like cloudy west weather because I love walking in the rain. How about you? Trả lời về cái thời tiết yêu thích của mình ha. Tôi thích cloudy. Tôi thích trời có nhiều mây ẩm ướt là bởi vì tôi muốn đi dưới mưa, walking in the rain. How about you? Còn bạn thì sao? I like sunny.
I like sunny weather because we love going to the beach. Thích thời tiết nắng bởi vì muốn đi đến bãi biển chơi. Chúng tôi thích thời tiết có nhiều gió bởi vì chúng tôi thích đi bơi trên biển. Rồi, vậy thì bây giờ cô hỏi Minh nha. How is the weather today? How is the weather today? It is so hot. It is so hot. So tell me about your favorite weather. I like cloudy weather because I love working in the rain. Cho cô thêm một ý nữa ha. Ở đây người ta nói working in the rain rồi. Bây giờ mình cho cô thêm một ý, một cái lý do khác nè. Playing. Playing gì hả con? I like playing. Playing in the rain. In the rain. In the playing play in the playground. Oh, I like playing in the playground. Rồi. Ví dụ như cô nói là cô thích thời tiết cold. I like cold weather. Vậy thì Minh cho cô một lý do đi. Because I like cold weather. Tôi thích thời tiết lạnh because cold weather. I like cold. Thường trời lạnh thì sẽ có tuyết đúng không? À, I like cold weather because playing snowboarding. Yes. We could make a snowman, build a snowman, right? And see snow, thấy tuyết và xây một cái người tuyết ha. Build snowman and see snow. Rồi, bây giờ cô ví dụ như cô thích thời tiết warm, ấm áp à, warm. Vậy thì lý do của cô là gì? I like warm because I love go to school. Okay, because I can go to school hoặc là I don't need to wear coat. Đúng không? À, không cần phải mặc áo lạnh theo thời tiết ấm áp rồi. Đó, tùy vào cái từng thời tiết thì mình sẽ đưa ra những cái lý do nó hợp lý khác nhau ha. So we can give many reasonable reasons. Now, let's move on to the painting exercise. So we are in a painting class. Complete the first part of the story. Mình sẽ có một câu chuyện, bây giờ mình phải cùng nhau hoàn thiện cái câu chuyện đang dang dở này. Rồi, so please read the first part of the story for me, please. It is cloudy. They are Vicky's. It's cloudy days at Vicky's. Địa điểm của cái câu chuyện này, look at the picture, where, ở đâu, đang xảy ra ở đâu? Painting room. Right, maybe is heaven in the painting room. Okay, continue. Yes. Continue. Vicky in her painting. Vicky's in her painting
Maybe painting room, right? Có nghĩa là cái thứ hai có thể điền là painting room. Còn cái câu đầu tiên mình có thể chọn một cái chữ khác ha. For example, school. A Vicky school. Đây là một cái phòng tranh trong một ngôi trường. Rồi. Vicky is in her painting class. So she thinking. Cô ấy đang suy nghĩ điều gì? What can I? What can I plan? What can I draw? Hoặc là what can I paint? Đúng rồi. Tiếp theo, câu chuyện diễn ra như thế nào đây? Where is Vicky now? Where is Vicky now? Where? She is looking. No. Câu hỏi là where? Where có nghĩa là ở đâu? Where is Vicky now? Is in the computer room. Computer rooms hoặc là maybe libraries. Huh? And what is she thinking about? What is she thinking about? What is she thinking about? Suy nghĩ. Cô ấy đang suy nghĩ về điều gì? She thinking about maybe her painting. Cô ấy đang suy nghĩ về cái bức tranh của cô ấy, right? Okay, and has she got any ideas? Yes or no? Has she got any ideas? Yes? Okay, yes she has. Yes she has. Vicky is in the library now. Có thể cô ấy đang ở thư viện hoặc là computer rooms như là mình nói ha. She thinking about her picture, but she hasn't got any idea. Cô ấy vẫn chưa có bất kỳ cái ý tưởng nào, nên cô thấy cái bức tranh nó trống đúng không? Chưa có hình gì. Chứ còn cô ấy chưa có ý tưởng gì hết. The next picture, câu chuyện tiếp theo ha. Where is Vicky now? Vicky in the house. In the house, cụ thể là cái phòng nào của house? Kitchen, living room, bathroom, bedroom. Bathroom. Bathroom là nhà vệ sinh. Bedroom. Bedroom, đúng rồi. Vicky is in bedroom now. Okay, so where is Vicky now? She is looking at rainbow. She's looking at a rainbow. So how many colors? How many colors is the rainbow? 11, no, 7. Seven colors. So what are they? Red, orange, green, blue sky. Blue skies, what does it mean? Yellow. Màu xanh đậm đúng không? Màu xanh đậm là chữ dark blue. Dark blue. Không, ý con màu xanh blue là màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Còn sky blue là màu xanh da trời cơ. Đâu không? Sky blue, mình không dùng là sky blue được ha. Mình chỉ dùng là dark blue hoặc là light blue thôi. Xanh nhạt, xanh đậm thôi. So, has she got an idea now? Has she got an idea now? Yes, she has. Là cô chỉ mình nè, câu hỏi mà bắt đầu bằng chữ gì á thì mình trả lời bằng chữ đó luôn con. Ví dụ câu hỏi là do you go to school, mình trả lời là yes I do. Câu hỏi đây là has she got an idea,
Mình trả lời là yes she has. À, căn cứ vào cái chữ đầu tiên mình trả lời nha. So Vicky is at home now. She looking at a rainbow now. She got a good idea. Cô ấy có ý tưởng rồi ha. Tiếp theo, the next picture. Where is Vicky now? She is in the in maybe in her class, trong lớp đúng không? Right. So what is her planning? What is her painting a rainbow? Okay, she painting a rainbow. Hoặc là mình nói là her painting is a rainbow. Who is saying well done? Ai là người khen cô ấy giỏi ha? Who is saying well done? It's a teacher. Teacher and maybe her friends, right? Yeah, so now make sentences and story picture 1, 2, 3 and 4. Mình có 4 bức tranh rồi. Bây giờ mình sẽ đánh số thứ tự của từng bức tranh ha. À, so we have 4 sentences. Câu đầu tiên, wow, look at that rainbow, it's beautiful. À, câu số 1 là bức tranh số 3. Vậy thì câu 2, câu 3, câu 4 mình lần lượt điền những bức tranh còn lại vào ha. Number 2, read for me please. Number 2. Number 2 is chiều. Đọc câu số 2 lên cho cô ha. Yes. Really. That's a really pretty picture, right? Okay. So picture which number? Mình còn lại là 1, 2 và 4. Mình còn lại 3 bức tranh 1, 2, 4. Con nghĩ chỉ có 1, 2, 1, 2, 4. Bởi vì số 3 mình đã làm rồi nên mình 3 bức tranh còn lại là số 1, số 2 và 4 ha. Vậy thì số 2 nhưng mà 2... con chắc chắn là loại số 4 ra. Why? Tại sao lại là loại số 4 ra? Bởi vì cái con số 3 của my friends got a great idea but I haven't. Câu này cô nghĩ không hợp với câu số 4. Số 4 là bạn Vicky đã có ý tưởng ra mà. Đúng không? I ở đây, nhân vật I ở đây là bạn Vicky đó nha. Ở đây I haven't có nghĩa là đang nói bạn Vicky chưa có ý tưởng. Vậy thì cô nghĩ number 3 sẽ thích hợp với hai bức tranh còn lại, không phải là bức tranh 4. Là number 2 là picture number 4. Right. Number 3 là picture number 1. Number 4 là picture number 2. Okay, now let's check the answer. 4, 1, 2, correct answer. Mình căn cứ vào đâu ha? Picture number 2, mình căn cứ vào chữ nào? Dạ, cái picture 5, 3 câu ở trên là đều là có hết rồi. Chỉ còn bức tranh số 2 là trống. Và câu 4. Ý cô hỏi là con căn cứ vào cái từ nào để mà con chọn picture number 4? Mình căn cứ vào pretty. Pretty picture. Bức tranh đẹp ha. Trong bốn cái này chỉ có cái bức tranh số 4 rồi là mình diễn tả được cái ý là có bức tranh đẹp ha, pretty picture. Number 1 mình dựa vào cái chữ nào ha? Uh,
My friends got great ID, but I haven't. Chính xác, mình dựa vào chữ I haven't. À, bức tranh số 1, cái bức tranh trống trơn, có nghĩa là chưa có ý tưởng ha. Number 4, mình dựa vào chữ nào? Library. Dựa vào chữ library. À, trong đây chỉ có cái bức tranh số 2 là đang ở địa điểm library thôi. Những cái khác là ở trong lớp rồi ở nhà ha. Đó, sau này mình làm những câu hỏi, mình nhớ chú ý cho cô những cái từ ha, giúp mình nhận biết nha. Now let's move on to the next exercise. Draw the weathers. You draw four window ladies in your notebook. Write the number two. Vẽ bốn cái cửa sổ như trong hình. À, sau đó viết những con số vào. Rồi bây giờ mình vẽ cho cô bốn cái cửa sổ đi căng. Lấy tờ giấy ra vẽ cho cô bốn cái cửa sổ ha, four windows. Vẽ đơn giản thôi ha. Sổ y chang cho hình nè Đúng rồi, nhưng mà vẽ đơn giản thôi, không cần phải vẽ quá đẹp đâu. Windows. Đây, vẽ bốn cái window ra cho cô ha. Rồi, đánh số cho cô. Number from 1 to 4. Đánh số từ 1 đến 4 à. Finish. Yes. Rồi, đánh cô đánh số cho cô từ 1 tới 4 chưa nào? Rồi, bây giờ mình cùng nghe ha. Mỗi cái cửa sổ người ta nói cái gì thì mình sẽ làm thực hiện giống như vậy ha. 7F. What's the weather like? Draw the weather. First window. Oh dear. It's raining again. Look at all that rain. Rồi, con vẽ theo những gì mà con nghe thấy cho cô. Draw what you listen. The first pictures. Finish. Yes. Okay, very good. Continue. Second window. What a nice day. It's so sunny. Where are my sunglasses? Number two. Draw pictures as what you listen to. Finish. Finish. Okay. Third window. It's really cold, but the snow looks beautiful. Let's go outside and play in the snow now. Draw the picture number three, please.
finish. Very good. Continue. Fourth window. It's windy and it's really cloudy today. There are lots and lots of big grey clouds above our school. Seven F. Okay, so draw picture number four, please. Finish. Number finish. Very good. Bây giờ mình check the answer nha. Để coi mình có vẽ đúng không ha. Number one. Right. Yes. Number two. Yes. Number three. Yes. Number three con có vẽ tuyết không ha? Có vẽ tuyết thì mới đúng nha. Có, con vẽ đám mây thả tuyết xuống con. Alright, number four. Có vẽ mây không? Mây và gió. Có. Mây nhưng mà phải màu xám nha. Đúng không? Đám mây màu xám nha. Gray cloud. Okay, and here's is your homework. Write a story about 5 to 6 sentences using this word. Mình sẽ viết cho cô một câu chuyện bao gồm khoảng 5 đến 6 câu sử dụng những cái từ ở trên cho cô. Rồi, mình đọc cho cô những cái từ ở trên đi con. Mình phải viết những cái từ nào nè. Walks. Walks home. Head to moon. Has dinner. Goes to. Bed. Dreams about rainbow. Gets up. Gets dressed. Ride by to school. Rồi, câu chuyện của con bao gồm những cái chữ này ha. Viết một câu chuyện làm sao liên kết được những cái chữ này xuất hiện trong câu chuyện cho con. Ok. Ví dụ như là we ride by to school and then we dream we get dressed. Okay, and after that we go home, walk home, I talk to mom, have dinner, after that I go to bed and I dream about rainbows. À, cô ví dụ như thế ha. 5 to 6 sentences. Ít nhất là 5 câu nha. Easy, right? I think it is easy for you. Bởi vì mình đã làm cái đoạn viết về quần áo khá là tốt rồi, nên cái đoạn này dễ hơn cái đoạn trước nữa, nên cô nghĩ là con sẽ làm nhanh thôi. It is too easy. And please finish 2 pictures of a monster and aliens, right? Nhớ hoàn thành cái bài tập kia trước cho cô ha. Draw 2 pictures. Okay, so see you tomorrow, Min. Goodbye, see you tomorrow.